Nha Trang, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các vị khách quốc tế và kiều bào đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin đến các vị khách quốc tế và bà con kiều bào về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khẳng định trong những thành công chung của tỉnh có đóng góp không nhỏ của khách quốc tế và kiều bào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ Khánh Hòa trong phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn, tạo nên những nguồn lực quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, ông Nguyễn Tấn Tuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị khách nước ngoài, bà con kiều bào. Các vị khách quốc tế và kiều bào cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc đầu tư và sinh sống tại địa phương. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Khánh Hòa trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021. Thưa quý vị, mới đây